Xin chào quý khách hàng đã quay lại với kênh bất động sản của Kiên. Thì hôm nay Kiên tiếp tục làm cái video về cái review về cái khu dân cư Xuyên Á nằm ở ấp xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Đó, thì cái dự án này thì nó nằm ở song song với cái mặt tiền đường 824 luôn. Đó, thì cái vị trí này là để mình đi về Bình Tân nè. Đó, con đường này thì mình đi thẳng về lại xuống lại Đức Hòa lại đó. Đó thì khu vực này của mình thì khu dân cư ở cũng tương đối đó nhiều rồi, tiện ích thì cũng đầy đủ. Đó, phía sau khu dân cư này của mình đó là khu dân cư Phúc An City giai đoạn 2 của mình. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng xung quanh dự án đó cho quý vị tham quan nha. Rồi, thôi chắc cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi video của Kiên. Kiên xin dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi. Quý vị nhớ like cũng như đăng ký kênh giúp Kiên nha. Xin chào.